vật trong chương trình ngày hôm nay là ông Lê Văn Giảng ở xã Kim Trung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông Giảng đăng ký tham gia chương trình khởi nghiệp với mô hình trồng trọt. Ông Lê Văn Giảng sinh năm 1963. Trước đây, ông từng làm nông nghiệp, nhưng vì thu nhập thấp nên ông chuyển hướng sang làm lái xe du lịch. Sau nhiều năm trên các cung đường, nhận thấy sức khỏe không còn phù hợp, ông Giảng muốn trở lại với nghề nông. Nhiều lúc là sức còn khỏe thì là nhiều người muốn đi làm việc này việc khác ấy, làm bên xe du lịch ấy, đi chở khách đi tham quan thì ta kiếm thêm thôi. Chứ còn tư tưởng thì là vẫn thích đi làm nông nghiệp từ lúc lớn dậy. Xã Kim Trung, huyện Đông Anh vốn gần khu công nghiệp, người dân trong vùng chủ yếu đi làm công nhân. Nhiều thửa đất của chính gia đình ông và bà con hàng xóm vốn là bờ xôi ruộng mật nhưng nay bị bỏ cho cỏ mọc. Trước thực tế đó, ông Giảng ấp ủ dự định đầu tư làm nông nghiệp. Thế nhưng vì muốn làm ăn quy mô, bài bản nên ông Giảng cần sự tư vấn của các chuyên gia của VTC16. Cái hướng làm của tôi nhiều hướng lắm. Học cả bạn bè, học cả anh em ở nhà trường dạy nhưng mà thấy gọi là thu nhập nó không được cao. Muốn là đấy, bên tư vấn về coi như có thể là chỉ bảo cho mình biết ấy, thì để mình có thể một vài cơ sở nữa đang có hướng là bắt đầu làm mới. Đấy, vì còn một số diện tích là vẫn bỏ không, hiện nay là đang bỏ không, mà rất là còn nhiều nữa. 3 tháng sau khi nộp hồ sơ về ban tổ chức chương trình khởi nghiệp, hồ sơ của ông đã được lựa chọn để tiến hành các bước khảo sát đầu tiên. Và hôm nay, chuyên gia trồng trọt Đinh Văn Đức của VTC16 sẽ trực tiếp có mặt tại nhà ông Lê Văn Giảng ở xã Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội để tư vấn cho ông. Kính chào quý vị và bà con. Bà con vừa được theo dõi một số thông tin về nhân vật ngày hôm nay, đó là ông Lê Văn Giảng với mong muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt. Và trước khi xuống gặp gỡ nông hộ ngày hôm nay thì chúng tôi đã có một buổi trao đổi trước với chuyên gia của chương trình ngày hôm nay là tiến sĩ Đinh Văn Đức. Vâng, thưa chuyên gia, theo bản hồ sơ mà chú Giảng gửi lên chương trình thì chú có diện tích là 3.600 m² với số vốn là 300 triệu đồng. Vậy thì theo chuyên gia, mô hình trồng trọt nào sẽ là phù hợp với gia đình của nhà chú Giảng? Nó còn tùy thuộc vào cái chuyện đất đai nữa, nhưng mà với cái số vốn và với cái diện tích như vậy thì tôi cho tức là với cái điều kiện của miền Bắc mà nông hộ có được cái diện tích khoảng 1 mẫu như thế là cũng là tương đối lý tưởng rồi. Thì bây giờ làm thế nào để đưa lại đến cái hiệu quả kinh tế cao nhất trong cái ngành trồng trọt? Thì theo tôi nghĩ tức là trồng cây ăn quả cũng được, hoặc là có thể là nếu đất ấy không phù hợp với trồng cây ăn quả thì ta có thể chuyển sang là trồng các loại cây ngắn ngày. Vậy là chuyên gia Đinh Văn Đức đã tư vấn cho ông Giảng nên xem xét đầu tư mô hình trồng cây ăn quả hoặc cây rau củ ngắn ngày. Tuy nhiên, trước khi đi đến quyết định cuối cùng thì cần phải tiến hành xem xét kỹ về điều kiện thổ nhưỡng. Ngoài chuyên gia Đức, chương trình khởi nghiệp VTC16 còn có sự đồng hành của rất nhiều chuyên gia uy tín trong lĩnh vực này. Sau đây, ông Giảng sẽ được lắng nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung và tiến sĩ Đinh Văn Thành. Chúng ta có thể đầu tư được nhà lưới, trồng rau trái vụ, để trồng các loại quả trái vụ để chúng ta cung cấp. Vì nếu như ở Đông Anh thì cái mùa nắng nóng thì là không trồng được rất nhiều loại rau, ví dụ như rau của vụ đông, chúng ta trồng vào vụ hè, ví dụ như các loại cà chua, các loại dưa, chuột, rồi các loại rau bắp cải, súp lơ. Theo tôi là nếu mà đất của anh, đất ở Kim Trung Đông Anh, thì nó sẽ thích hợp hơn nếu mà anh đầu tư công nghệ cao để anh có thể là trồng các cái loại rau. Rau là mà theo hướng hữu cơ hoặc là theo hướng rau an toàn thì nó sẽ là tốt hơn. Như vậy, với mô hình trồng trọt, theo lời khuyên của các chuyên gia, ông Giảng sẽ có hai hướng chính là trồng cây ăn quả hoặc trồng cây rau ngắn ngày trong nhà lưới hoặc nhà kính. Với cây ăn quả, ông Giảng có thể trồng bưởi vì đây là loại cây dễ trồng và dễ chăm sóc nhất. Quan trọng là lựa chọn giống bưởi cho phù hợp. Với trồng rau ngắn ngày, ông Giảng có thể trồng rau trong nhà lưới hoặc nhà kính theo phương pháp thủy canh, không dùng đất mà rau được trồng trong các thùng xốp hoặc trên các giá thể có sẵn trong nước nên không bị ô nhiễm các kim loại nặng, hóa chất bảo vệ thực vật, vi sinh vật có hại tồn dư trong đất. Trở lại với nông hộ Lê Văn Giảng, tiến sĩ Đinh Văn Đức một lần nữa nhấn mạnh,
nhu cầu tiêu dùng cây ăn quả chất lượng cao trên thị trường hiện rất rộng mở. Nếu tuân thủ việc sản xuất theo các quy trình Việt Gap, Global Gap thì hoàn toàn không lo về đầu ra. Hiện nay là Hà Nội đang có cái chủ trương tức là chuyển sang là phát triển nông nghiệp công nghệ cao và đưa tạo ra nhiều cái sản phẩm chất lượng và an toàn để cung cấp cho thị trường. Vì tôi nghĩ tức là cái nhu cầu của người dân ngày càng nâng cao, đời sống ngày càng nâng cao thì cái nhu cầu về sản phẩm an toàn là rất cao, đặc biệt đối với lại điều kiện là ở thủ đô. Với hai mô hình này, các chuyên gia đưa ra hai bài toán kinh tế cho ông Giảng như sau. Với diện tích 3.600 m², ông Giảng có thể trồng 100 cây bưởi, tổng chi phí đầu tư khoảng 100 triệu đồng. Trồng bưởi từ năm thứ tư trở đi sẽ bước vào giai đoạn kinh doanh, khi 100 cây bưởi cho năng suất tăng dần, khi đó doanh thu của gia đình ông Giảng sẽ tỷ lệ thuận với điều đó. Dự kiến tiền lãi thu hoạch từ 100 cây bưởi là khoảng 120 triệu một năm. Một gợi ý khác được chuyên gia Đức đưa ra để ông Giảng tiếp tục suy nghĩ và cân nhắc đó là mô hình trồng rau ăn lá theo phương pháp thủy canh. Với mô hình trồng rau thủy canh, ví dụ như rau xà lách, ông Giảng có thể trồng được 10.000 cây. Chi phí đầu tư ban đầu nhà màng và thiết bị là 500 đến 600 triệu đồng. Tổng chi phí của một vụ là 27 triệu đồng. Sau một tháng trồng, nếu như xà lách phát triển tốt và thuận lợi, có thể bắt đầu cho thu hoạch. Tiền lãi dự kiến trong một năm là khoảng 500 đến 700 triệu đồng. Sau một năm, có thể thu hồi vốn đầu tư ban đầu và có lãi. Chia sẻ với chương trình khởi nghiệp, ông Giảng cho biết cũng từng nghĩ đến việc chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Để giúp ông Giảng có được những tư vấn hữu ích, các phóng viên của chương trình đã tham vấn ý kiến của 4 chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực này hiện nay. Với cái diện tích đất như vậy và cái khu vực như vậy và cái điều kiện chăn nuôi như vậy thì theo tôi nó có hai hướng. Cái hướng thứ nhất là chăn nuôi gà và cái hướng thứ hai phát triển đối với đàn vịt, đặc biệt là vịt thương trứng. Có thể nuôi được cả gà, mà có thể là nuôi nhốt, cũng có thể nuôi là nuôi trứng cạn, vịt trứng cạn, đều được cả. Thì theo tôi bắt đầu bằng cái việc chăn nuôi gà thả vườn là tương đối phù hợp. Nếu nó nằm trong vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản thì chúng ta có thể phát triển được rất là tốt. Chúng ta có thể mở rộng diện tích ra cái ao khoảng độ 600 đến 800 m², còn ở trên bờ là chỉ để lại khoảng 200 m² là chúng ta có thể làm các cái công trình khác. Như vậy, ý kiến của đa số chuyên gia là nuôi gà, ngoài ra có thể nuôi vịt và cá. Vậy còn thực tế cung cầu của các đối tượng này hiện nay như thế nào? Năm 2017, với sự xuống dốc của giá lợn, nhiều người chăn nuôi đã chuyển từ nuôi lợn sang nuôi gia cầm như gà, vịt. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến tháng 8 năm 2018, tổng đàn gia cầm cả nước tăng 5,9% so với cùng thời điểm năm 2017. Sản lượng thịt gia cầm đạt 608.000 tấn, tăng 6,1%. Vậy việc đầu tư chăn nuôi gà, vịt vào thời điểm này có hợp lý hay không? Tại sao các chuyên gia lại đưa ra cho ông Giảng những gợi ý như vậy? Con gà của chúng ta lúc nào cũng ở trong một cái vị thế khác. Thì nó có ba tính chất. Một là đời con gà nó rất ngắn. 3-4 tháng là một đời con gà rồi. Thứ hai là cái vận động trong quá trình lưu thông phân phối của ta hiện nay nó khá hơn ngày xưa. Điểm thứ ba tôi vừa nói là con gà đối với thịt gà đối với người Việt Nam là vô cùng quan trọng. Quốc tế gần đây họ tổ chức về vấn đề chế độ dinh dưỡng cho con người. Thì người ta khuyên lên con người lên ăn thịt gà nhiều hơn là ăn thịt các cái loại động vật đỏ. Còn về nuôi trồng thủy sản, cụ thể là nuôi cá. Theo Tổng cục Thủy sản, 6 tháng đầu năm 2018, sản lượng nuôi trồng thủy sản cả nước ước đạt gần 1,8 triệu tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2017. Từ tháng 4 năm 2018, cùng với đà tăng mạnh của giá lợn, thì giá cá cũng nhích lên và ổn định. Nhiều người nuôi cá có thu lãi cao. Hiện nay thì đối với năm nay thì các cái giá cá là tương đối ổn định và nó đạt ở cái ngưỡng tương đối cao. Nó không như những cái năm trước, cho nên là chúng ta có thể nuôi cá, khi mà chúng ta nuôi cá thì hoàn toàn là chúng ta có thể có lãi. Nếu như mà chúng ta quản lý chăm sóc tốt và đạt được cái mức lãi cũng tương đối cao, không phải thấp.
Ngoài lĩnh vực trồng trọt, sau những tính toán và định hướng của các chuyên gia, ông Giảng có 3 sự lựa chọn: nuôi gà, nuôi vịt và nuôi cá. Với 3 đối tượng vật nuôi này, các chuyên gia đưa ra 3 bài toán kinh tế như sau. Đối với chăn nuôi gà, ông Giảng có thể nuôi khoảng 1.200 con. Tổng chi phí chăn nuôi một lứa gà khoảng 127 triệu đồng. Tiền lãi dự kiến khoảng 30 triệu đồng một lứa. Một năm ông Giảng có thể nuôi 3 lứa gà, tiền lãi trong năm khoảng 100 triệu đồng. Còn đối với chăn nuôi vịt thì ông Giảng có thể nuôi khoảng 1.000 con. Tổng chi phí chăn nuôi một lứa vịt khoảng 103 triệu đồng. Tiền lãi thu được khoảng 26 triệu đồng một lứa, một năm có thể nuôi 4 lứa vịt và số tiền lãi trong năm khoảng 100 triệu đồng. Với chăn nuôi cá thì ông Giảng có thể nuôi khoảng 2.500 con trong 6 tháng nuôi, tổng chi phí sau một vụ cá khoảng 107 triệu đồng. Tiền lãi dự kiến khoảng 56 triệu đồng. Một năm có thể nuôi 2 vụ và tiền lãi trong năm dự kiến khoảng 110 triệu đồng. Vâng, có rất nhiều phương án để ông Giảng có thể lựa chọn. Vậy mô hình nào sẽ là mô hình tối ưu nhất với điều kiện sản xuất của nhà ông Giảng? Bây giờ chúng ta hãy cùng chuyên gia Đinh Văn Đức xuống khảo sát trực tiếp nhé. Cũng về giống toàn táo chua. Tức là hỏng cây người ta và hai nữa là người ta mất năng suất. Ngay khi tới nhà ông Lê Văn Giảng, chuyên gia Đinh Văn Đức đã đi khảo sát khu đất 3.600 m² và chuyên gia đã hoàn toàn bị bất ngờ. 3.600 m² ở chỗ này thì cho thấy chủ yếu đây là đã hai cái ao này chiếm diện tích khá lớn rồi. Đây chiếm gần hết diện tích rồi. Tôi đang đi tham quan một vòng khu đất của chú Giảng và tôi thấy là ở xung quanh thì đã được xây hai chiếc ao như thế này và hiện tại thì chỉ còn có một khu đất trống thôi và tôi đang không hiểu là chú Giảng sẽ có cái dự định gì, trồng trọt cây gì ở trên cái khu đất như thế này. Hôm nay tiến sĩ Đinh Văn Đức đã xuống để giúp chú khảo sát cái điều kiện sản xuất của gia đình mình xem là cái loại cây trồng nào sẽ là phù hợp nhất. Chú sẽ muốn bắt đầu với cái mô hình như thế nào? Cái mô hình ấy thì là chú đã từng làm đây rồi. Đúng không? Vừa trồng cây vừa nuôi cá, nhưng bản thân chú nuôi thì là cảm thấy không hiệu quả. Mà chú muốn nhờ chuyên gia là có thể là chỉ bảo cho chú làm thế nào cho nó được. Đấy, còn mô hình là chú đều muốn là vừa chăn nuôi, vừa trồng trọt. Có thể khái quát khu đất rộng 3.600 m² của ông Giảng theo sơ đồ như sau. 2/3 diện tích đã được đào 2 ao cá, một khu vườn nhỏ để trồng rau và thả gà. Những cây bưởi được trồng xung quanh bờ ao, chỉ còn một khu đất trống khoảng 200 m². Về cái địa điểm ấy, thì cái vùng này, cái địa điểm này tôi cho tức là có cái tiểu khí hậu là tương đối tốt. Hai cái ao này chiếm diện tích khá lớn rồi, chiếm gần hết diện tích rồi. Cho nên thì diện tích còn lại thì chỉ là thứ nhất là quanh bờ ao. Và đây là có một cái diện tích ở chỗ này. Chỗ này thì cho... thì chắc chắn là không được, không đủ, không được một rào, không còn lại được một rào. Chỗ đất này còn rõ mày pha hai nữa thôi, với cái cơ cấu đất như thế này nữa thì tôi nói thật anh biết là không thể thành cái mô hình cây ăn quả ở đây được. Tiến dần đấy cấm. Trái ngược với dự kiến ban đầu của chương trình, với diện tích đất nhỏ như hiện tại, phương án chăn nuôi gà, vịt và trồng cây ăn quả bị loại bỏ, chỉ còn lại phương án nuôi trồng thủy sản hoặc trồng cây ngắn ngày. Vậy thôi. Ở đây được cái nói bác này là cái để mà là tìm mà làm mới là khó, nhưng còn để tìm đất thì lại rất là dễ. Vâng. Giả sử đất đằng sau kia mà cháu thích cái ngày mai lại có một vài mẫu luôn. Hiện nay dân làng này toàn bỏ không đất, bạn đều bỏ hàng mấy hàng hơn chục năm nay rồi, là toàn cho người thiên hạ làm thôi. Thế mà bản thân của cháu còn mấy khu nữa, tức là ý chẳng hạn như bác nói biết à đất chỗ này chúng không trồng cây được thì cháu sẽ chuyển đổi ra bãi khác. Theo như lời ông Giảng, xã Kim Trung nơi ông sinh sống có nhiều đất trống, ông hoàn toàn mua đất được. Chỉ cần chuyên gia đưa ra mô hình hợp lý là có đất. Thế nhưng theo chuyên gia Đinh Văn Đức, ông Giảng phải có đất sẵn để chuyên gia phân tích chất đất và các điều kiện khác thì mới tìm được mô hình phù hợp, chứ không thể làm theo quy trình ngược lại như vậy. Đâu có phải chuyện đơn giản như vậy, không đơn giản như thế. Trước tiên, tại khu đất này, chuyên gia Đức sẽ kiểm tra chất đất ở đây như thế nào? Khi nắng lên thì sẽ khô rất nhanh và rất cứng. Đây chúng ta thấy trên bề mặt này rất là cứng, đáng nào khô rất là cứng, nhưng mà chỉ xuống khoảng 20 phân thì dưới đây chúng ta này còn rất ẩm, ẩm mà rất là dẻo, đáng nào rất là dẻo. Đây là đất
Có, hàm lượng sét rất cao. Sét rất cao. Và hai nữa là chỗ trắng, chỗ màu đỏ, chỗ màu vàng như thế này để chứng tỏ tức là đây nè, hàm lượng tức là có cả sắt, nhôm trong này tương đối nhiều. Đất sét thông thường có thành phần từ 0 đến 45% cát, 0 đến 45% mùn và 50 đến 100% sét, với các hạt sét mịn và hạt mùn có kích thước rất nhỏ. Nhưng tại đây, theo tiến sĩ Đinh Văn Đức, đất của gia đình ông Giảng có thành phần sét chiếm tới 90%. Ưu điểm của đất sét là nhiệt độ thay đổi chậm so với nhiệt độ không khí, mùn nhiều hơn cát, ổn định nhiệt độ hơn cát, đất sét chứa nhiều keo nên dinh dưỡng hấp thu lớn, giữ nước, giữ phân tốt. Chất hữu cơ phân giải chậm nên tích lũy nhiều hơn đất cát. Mùn và đất thường kết hợp với nhau tạo nên một phức hợp bền vững. Tuy nhiên, đất sét cũng có những nhược điểm, đó là hạt nhỏ nên rất khó thấm nước, cây trồng dễ bị úng, kém thoáng khí. Đất sét nghèo chất hữu cơ thì sức cản lớn, cứng chặt nên làm đất rất tốn công. Khi bị hạn thì sẽ nứt nẻ và làm đứt rễ cây trong đất. Vì thế đất này không phù hợp để trồng cây ăn quả. Đây là cái lớp đất củ, đất cái ở phía dưới. Người ta gọi là đất dưới tầng đế cày. Trước đây đào lên và đổ lên trên bề mặt thế này. Cho nên là khi mà bây giờ chúng ta thấy tức là hết mùa mưa, mới nắng được một thời gian như thế này, chúng ta nhìn thấy mặt đất này, nó trắng hết tất cả ra. Và đất rất là cứng. Những cái cây bưởi diễn này anh trồng cái khoảng từ 5 năm trở lại thì được. Còn từ 5 năm nữa trở lên là bắt đầu là cây càng ngày càng nhỏ đi và quả càng ngày càng nhỏ đi và chất lượng sẽ rất là kém. Theo như lời chuyên gia vừa nói thì tôi đã nhìn thấy một thứ mà có thể kiểm chứng luôn những gì mà chuyên gia vừa mới nói. Đó là với cái cây bưởi hơn 3 năm tuổi mà chú Giảng đã trồng ở đây thì hiện tại đã đến thời điểm thu hoạch rồi, thế nhưng mà quả thì vẫn rất là bé như thế này, chỉ bằng một quả cam thôi. Và điều đó thì chứng tỏ là khu đất này thì không thể trồng cây ăn quả ở đây được nếu như không cải tạo. Mà nếu đầu tư cải tạo vào đây thì với một diện tích nhỏ như vậy thì cũng không đáng để làm. Vậy thì còn hướng về việc trồng rau ngắn ngày thì như thế nào? Đối với cây hoa màu thì chỗ này lại càng không được, bởi vì tức là cái độ bỏ mỡ này quá kém. Vì đất này là đất lập từ dưới lên, đều là từ ao đào đổ lên đây cả. Mà lại đổ thì cái lớp đất canh tác của đất cũ là lại chôn xuống dưới sâu rồi. Bây giờ chủ yếu đây là đất cái đổ lên. Đấy, chính vì thế cho nên bây giờ muốn trồng rau màu ở đây thì cũng phải cải tạo, chứ không thể để như thế này mà trồng được. Như vậy, phương án trồng cây ngắn ngày trên khu đất này cũng bị loại bỏ. Vậy chuyên gia Đinh Văn Đức sẽ có quyết định như thế nào? Với cái vị trí số 1 này thì anh chủ yếu là để phát triển thủy sản là chính. Theo quan điểm tôi thì như vậy, phát triển thủy sản chính. Rồi còn thủy sản thời gian trước đây anh đã làm nhưng mà không đưa lại hiệu quả thì bây giờ tôi nghĩ rằng là nếu anh tham gia vào chương trình khởi nghiệp thì sẽ có chuyên gia thủy sản đến đây sẽ giúp anh. Gặp được những người mà biết mà về cái sự của nhà nông thì là tôi đã gặp được, tôi đã thích rồi. Thế còn sau mình không, chỗ mô hình này không làm được thì còn chỗ khác, ta phải biết vận dụng vào chỗ khác ấy. Tức là không cái gì là cái buồn cả. Gì bằng là cái trên cái này mà người ta lại chỉ bảo cho mình luôn làm tại đây. Còn không có thì ta lại biến chế là những cái mà hướng của chuyên gia đưa ra để ta lại tìm một cơ sở là để sao về chất đất hoặc là địa hình cho nó thuận lợi ấy, thì để ta bắt đầu làm. Rất nhiều phương án được đưa ra, thế nhưng cho đến giờ chỉ còn lại phương án nuôi trồng thủy sản. Nếu như ông Giảng mong muốn, ông có thể đăng ký tham gia chương trình khởi nghiệp trong lĩnh vực thủy sản để các chuyên gia tư vấn. Tuy nhiên, trên khu đất này, ông Giảng muốn trồng cây ăn quả quanh bờ ao để tận dụng. Chuyên gia Đức cũng tư vấn cho ông cần cải tạo đất bằng cách bón phân hữu cơ và vôi, phân xanh, phân chuồng. Đất quá sét có thể bón cát hay tưới nước phù sa thô. Tuy nhiên, ông Giảng nên chọn giống bưởi phù hợp để trồng. Nếu trồng bưởi thì theo tôi thì cũng không nên trồng bưởi diễn. Vâng. Đấy. Mà phải chuyển sang một số cái bưởi đặc sản khác để ta trồng, chứ không trồng bưởi diễn đó. Bưởi diễn bây giờ ở Hà Nội bây giờ là bão hòa rồi. Vâng. Bão hòa rồi, cho nên chúng ta trồng bưởi diễn bây giờ là không đưa lại hiệu quả nữa rồi. Giờ bác bảo là bưởi cái diễn không ăn thua, nhưng mà ở đây thì mà nếu em ăn bưởi thì thấy bưởi diễn, bưởi Phú Thọ thôi.
còn năm roi thì cũng thấy nó chua chua. Theo ông Giảng, bưởi diễn khi ăn có vị ngọt và cũng rất phổ biến hiện nay. Vậy tại sao chuyên gia lại đưa ra gợi ý chuyển sang các giống bưởi khác như vậy? Muốn có những cái sản phẩm nó độc đáo hơn người ta thì phải thay đổi giống đi. Chẳng hạn thì giống bưởi Hoàng là thu nó muộn hơn, hoặc là giống bưởi đỏ Tân Lạc thì đấy là những cái giống bưởi mà có chất lượng cũng tương đối tốt. Nó thêm vào nữa, người ta đã ăn bưởi diễn quá nhiều rồi, bây giờ người ta muốn có một số giống bưởi khác nữa, thì vì thế cho nên đưa cái đó vào thì sẽ là vừa để mà cải thiện đời sống, và hai nữa là vừa để mà có thể còn một ít có thể đem bán thì nó sẽ dễ dàng tiêu thụ hơn. Như vậy, với khu đất này, ông Giảng không đủ điều kiện để tham gia chương trình khởi nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt. Và bà con cũng cần lưu ý, khi đăng ký tham gia chương trình khởi nghiệp, hãy thể hiện chi tiết kế hoạch của mình và cần mô tả cụ thể những điều kiện hiện có để các chuyên gia có thể tư vấn dễ dàng và hiệu quả hơn. Nghe bác nói thế là em không nghĩ đến nữa. Rồi. Mà cái bãi này mà, thì thôi ta để bãi vui chơi. Rồi. Hoặc là ta để theo cái giống thôi mà. Vâng. Để ta bắt đầu là ta đã chuyển mô hình cái bãi định hôm nay bác đến đây là ra mô hình bên kia. Là đất coi như hiện nay không có một cây gì, tức cây gì mình phá được muốn phá vứt đi bác. Là đất nó rộng bằng như này. Ông Giảng tiếp tục đưa chuyên gia sang một khu đất khác rộng 2.700 m². Khu đất này hiện đang để trống, cây cối mọc tùm như thế này. Tổng diện tích đất khu này là 2.700 m, mà em mua của bà con trong tổ ấy, là từ năm 2000. Thế nhưng mà nhà mình không biết là đi dòng cao bua là 1.600.000 cây cao bua và 3.000 cây lộc vừng. Nhưng mà để đến nay thì giờ coi như là thành bỏ đi, không thu hoạch được gì cả. Thế đang muốn nhờ chuyên gia đến tư vấn để có thể cải tạo lại cái lô đất này. Theo tôi tức là ở cái đất này thì có thể là chuyển đổi sang trồng cái cây lâu năm được. Nhưng đặc biệt là trồng cái cây ăn quả có thể trồng được. Nhưng mà để trồng được cái vì cái đất này trước đây là chúng ta trồng toàn bộ những cái cây cảnh và cây lâm nghiệp. Thì cái việc đầu tiên là bây giờ chúng ta phải giải phóng toàn bộ cái đất này bằng cách tất cả những cái cây không còn giá trị kinh tế, không còn bán được nữa, như cây cao vua, cây lộc vừng và tất cả những cây dại để khác, bây giờ chúng ta phải giải phóng hết toàn bộ. Xong rồi sau khi giải phóng được mặt bằng sau đó rồi thì chúng ta mới thiết kế đấy. Mới thiết kế cụ thể xem là lúc bây giờ xem đất cụ thể xem ta trồng cái gì. Theo chuyên gia Đinh Văn Đức, ông Giảng cần loại bỏ hết các cây cũ trong vườn, san bằng đất. Sau khi hoàn thành, chuyên gia sẽ tiếp tục xuống kiểm tra và tư vấn giúp ông. Còn đất này chỉ 2 ngày phá là hết mà. Có một cái máy múc nó vào là san chỉ 2 ngày. Đấy, cái diện tích như thế này, nhưng mà nói anh nói là nó nằm 1 ngày, 1-2 ngày không. Không, máy không, múc là nó cao múc hết. Thì múc cũng không đơn giản như thế đâu. Không đơn giản như vậy cao đâu. Cao sạch, lục vừng dày như thế mà nó cao. Thì cao cái đó thì được như thế này. Thưa anh, còn đào tất cả những cái cây chặt, những cái cây đào gốc nó lên, bộ rễ của nó ra không phải đơn giản đâu. Đâu có phải chuyện đơn giản như vậy, không đơn giản như thế. Bởi vì chưa biết rằng cái mặt bằng đất nó ra làm sao. Bởi vì sau khi phát thì có thể có những chỗ lõm, có những chỗ nó lồi. Thì bây giờ còn phải san đuổi mặt bằng các thứ này khác nữa. Rồi là tất cả những cái cây cao vua nó cao lớn như đến như vậy, bây giờ đào chặt bỏ nó xuống, rồi đào gốc nó lên, rồi chóc hết rễ ra để cho nó một rễ ra để mà làm đất. Cái chuyện đó không đơn giản thế nào cả. Cho nên tôi, anh ấy nói là làm trong 1-2 ngày này xong, nhưng mà tôi cứ nói rằng là cho hết tháng 11 này đi. Cho hết thời gian tháng 11 này đi xem là anh có làm được không. Hơn nữa, ở khu đất này, ông Giảng đang thuê người trông coi. Về nhân sự cũng chỉ có một mình ông Giảng, còn lại tất cả đều phải đi thuê nhân công. Liệu điều này có đảm bảo để thực hiện một mô hình tốt hay không? Từ mang tiếng có khi thuê mà có khi là cùng kết hợp với người khác để người ta có gắn trách nhiệm với mình, để cùng là nhau làm không? Người ta không có vốn, mình cấp vốn người ta, mà mình lại có đất rồi. Sau ăn chia cùng người ta, bây giờ tự gắn quyền lợi người ta vào mình luôn. Là thuê mang tính chất thời vụ. Vâng. Đúng, cực thuê từng công việc cụ thể chứ đấy. Không phải tức là thuê người đến đây trông hẳn toàn bộ cái khu vực này giống như là cái chỗ của nãy là họ làm theo ý họ. Vâng. Thật rất là khó. Không, khi mình làm thì mình phải năng mặt nhiều hơn chứ. Cái lúc này thì mình có thể bỏ lơ cho người ta được, nhưng mình đã dính đến cái công việc làm lớn này thì chủ yếu là phải mình có mặt đấy. Bản thân anh tham gia khởi nghiệp cơ mà. Bản thân anh tham gia khởi nghiệp thì bản thân anh phải nắm chắc được vấn đề đó. Chứ bây giờ anh chỉ có là tham gia khởi nghiệp bằng cách tức là tôi chỉ có vốn này, rồi là tôi cứ đưa ra đầu tư, rồi tôi thuê tất cả mọi người, người ta làm, người ta muốn làm theo như thế nào cũng được, thì không thể được, thì không thể nào đưa lại kết quả được, mà phải bản thân mình làm
năm thứ nhất có thể, tức là mình vẫn còn có thể vấp những cái sơ suất nọ với sơ suất kia, nhưng mà sau khi được chuyên gia giúp đỡ, các cán bộ kỹ thuật giúp đỡ cho, thì người ta rút kinh nghiệm, rồi từ đấy người ta mới rút kinh nghiệm, người ta tích lũy lại, rồi tính ra năm sau thì người ta mới làm nó mới tốt dần lên được. Chứ đây mình hoàn toàn không làm gì cả mà lại phụ thuộc hoàn toàn vào lao động thời vụ, lao động thuê. Thì lao động thuê người ta chỉ biết đến người ta làm hết ngày công, người ta lấy tiền xong người ta về thì như thế thì làm sao mà đưa lại kết quả tốt được. Theo chuyên gia Đinh Văn Đức, vì ông Giảng chưa có kinh nghiệm nên khu đất này ông cũng chỉ nên trồng bưởi lấy quả vì đây là loại cây dễ chăm sóc nhất. Nhưng ông Giảng lại có một ý tưởng khác. Có khi mô hình thế này là hay hơn bạn, là dẹp sạch cái chỗ này đi, sau kiểu các cái lán trại này cho người ta ở nhá, dòng các cây này không khí thu lắm, sau mình mới mua loạt chậu coi như là kiểu dòng các cây cảnh, kiểu bưởi cảnh với lại ổi cảnh ấy nhỉ? Mà nếu mà thế thì anh lại có cái hướng để chuyển tức là kiểu sản xuất lại... sản xuất cây cảnh đấy, thì nó là chuyện khác, có thấy cây cảnh nó chuyện khác, kinh tế nó lại còn cao. Vâng, thì trong điều kiện nhà người ta nghĩ tức là bây giờ là sản xuất ra cái cây ăn quả nó chung chung để mà ra cái sản phẩm để mà bán thì là anh thấy là gặp khó khăn. Thì anh ấy muốn có hiệu quả, tức là đầu tư với diện nhỏ, diện hẹp, nhưng mà muốn đưa lại cái hiệu quả kinh tế cao thì muốn tức là, và đây là cái thị trường của Hà Nội. Vì thế cho nên cái nhu cầu về cái cây cảnh, cây ăn quả cảnh để chơi Tết thì đang có nhu cầu lớn. Vì thế cho nên đây cũng là một cái ý tưởng. Nhưng mà từ cái ý tưởng đi đến thực tế thì là cần phải đòi hỏi có cái sự quyết tâm rất là cao, có đầu tư cao. Như tôi đã nói, hiện nay anh mới chỉ có chủ động được cái nguồn vốn thôi. Còn hoàn toàn tất cả mọi các tiêu chí khác là anh đều chưa có được cái gì cả. Vì thế cho nên đây cũng là một khó khăn. Như vậy, sau gần một ngày làm việc tại nông hộ Lê Văn Giảng, với những phân tích chi tiết và hạch toán kinh tế cụ thể, chương trình đã giúp ông Giảng hình dung được ưu điểm, lợi thế cũng như khó khăn của từng mô hình sản xuất. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về ông Giảng. Và cho dù ông khởi nghiệp với chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hay trồng trọt, chương trình cũng luôn sẵn sàng đồng hành. Còn với quý vị và bà con, nếu có bất cứ băn khoăn gì, đừng ngần ngại gọi điện về Tổng đài Tư vấn Hỗ trợ Nông dân của kênh VTC16 1900 6145.